Chúng ta đã đến điểm cực bắc ở đây rồi. Và xe máy của mình thì mình để ở đằng sau kia. Các bạn lưu ý khi đi vào đây, trên bản đồ Google thì mình nhìn thấy cái chỉ đường của Google là không đúng. Chúng ta sau khi đi qua cái cổng chào mừng cột cờ Lũng Cú, chúng ta sẽ có một đường rẽ trái, thì chúng ta sẽ rẽ trái ngay bên đó và chúng ta đi thẳng cái đường đó để đến được ở đây. Chúng ta sẽ gửi xe ở đây này. Nhưng mà có thể lúc mình đang đến đây thì là thời gian cũng muộn rồi. Và do đó người dựng xe cũng không còn đây nữa. Mà bây giờ mới chỉ là 4 giờ chiều thôi. Ăn bánh không? Ăn bánh không? Ra đây chú lấy cho. Có đi học không hay là được nghỉ hè? Có. Hả? Có. Được nghỉ hè. Phải đi học đấy nhá. Em kia đâu rồi, có 3 người mà. Em đi rồi. Chú cho bánh này. Ừ. Tiền về đưa cho mẹ nhá, phải không? Ừ. Nhá, không được Nhưng đứa trẻ này nó chơi ở đây này. Và nó rất là ngoan. Khách đi qua chào rất lễ phép. Và rất là nhiều khách du lịch họ thấy dễ thương quá, họ cho tiền. Mình thấy thì điều này không nên. Mình thì cho bánh kẹo để các em ăn thôi. Cho tiền nó thành quen, nó thành cái không hay. Và các em đấy có thể là sẽ bị bố mẹ bắt ra đây để mà làm việc đấy. Đấy, các em có một rất là nhiều cái túi đồ. Ngoan nhờ. So với các cái điểm các điểm cực khác, như là điểm cực tây chẳng hạn, mình đã đi rồi, thì cái điểm cực bắc này đi rất là dễ. Chúng ta đi xe được đến nơi và để xe ở dưới đi chỉ có vài bậc thang rồi, chắc là vài chục bậc thang là chúng ta đã đến được cái điểm mà mọi người hay check in rồi. Điểm đầu cực bắc Lũng Cú Đồng Văn. Thường là mọi người sẽ đi xe khách đến thành phố Hà Giang, sau đó sẽ thuê xe máy từ thành phố Hà Giang đi đến Đồng Văn và đi lên Lũng Cú. Chúng ta có thể để ý thấy là mấy đứa nhỏ có một cái túi xách theo và rất là nhiều đồ ăn trong đấy. Khách đi qua cho rất nhiều đồ ăn, hoặc là có nhiều khách thì họ cho tiền. Mình nghĩ là việc cho tiền cũng là cũng không nên. Điều này sẽ làm cho những đứa trẻ có thể phải bỏ học để mà bố mẹ nó bắt ra đây kiếm tiền. Chúng ta chỉ nên có thể cho nó ăn thôi các bạn ạ. Rồi, và cuối cùng mình sắp đặt chân được đến cái điểm mà hàng bấy lâu nay mình mơ ước rồi. Đó là điểm cực bắc của Tổ quốc. Đây chắc là cái điểm mà mọi người hay chụp ảnh check in mỗi khi đến đây đây. Chắc chắn là mọi người ai cũng có một tấm ảnh chụp với cái mốc tọa độ này. Phía bên xa xa đây, là cái điểm này là của bên nước mình này. Bên nước mình thì có làm một cái đường rích rắc để đi xuống sông Nho Quế. Chẳng lẽ chúng ta lại sắp sửa có một cái điểm mà tham quan vui chơi nữa khi đến thăm cái điểm cực bắc này. Cái đường này là hình như mình thấy là mới làm thôi. Chắc là xuống sông Nho Quế này để chúng ta có thể đi thuyền hoặc cái gì, hoặc là một cái điểm được đầu tư du lịch ở đấy. Cái thời điểm mình đang đứng đây đó là khoảng 4:30-5 giờ rồi. Do đó mà khách du lịch họ chắc chỉ còn mỗi mình là cái người gần cuối cùng rồi. Chính ra mình mà mang lều đi thì ngủ một đêm ở điểm cực bắc này cũng là thú vị đấy các bạn.
Tiếc là mình không có mang lều chõng gì đi cả. Một đêm ngủ ở điểm phương Bắc. Chắc là buổi tối thì cũng khá là tối và vắng vẻ. Tuy nhiên là nếu đi có 2-3 người thì rất là thú vị. Chúng ta có thể thấy phía bên xa xa kia, cái ngọn đồi, những cái ngọn đồi mà dãy núi đối diện kia, đó là các cái đường biên mà phía bên Trung Quốc họ làm đường hàng rào. Mình sẽ phóng gần lên một chút nhé. Đó, chúng ta có thể thấy kìa, các cái hàng rào họ làm dọc biên giới giữa nước ta và bên Trung Quốc. Ở đây thì có một cái chòi canh này, có lẽ đặt camera và thiết bị giám sát của họ. Mình thấy phần đa khách du lịch đi lên đây thì họ tham quan ở cái điểm này chỉ khoảng 10 phút rồi là họ đi về là xong hết rồi. Khác với những cái điểm khác như là ví dụ điểm Cực Tây chẳng hạn, thì khách đến rồi phải thuê xe rồi phải đi một quãng đường dài và leo bộ lên rất là dài và mệt. Thì cái điểm Cực Bắc này chúng ta đi lên rất là dễ, xe đến tận nơi và chúng ta đi lên bậc thang chỉ khoảng vài chục bậc thôi là chúng ta đã đến được cái điểm mà chúng ta cần đến và check in rồi. Và chúng ta chỉ cần khoảng 5-10 phút là chúng ta có thể chụp được những hết những cái bức ảnh check in với cột mốc, rồi với cái đường biên giới vân vân. Do đó cái điểm này ấy, thì khách đến tham quan rất là nhanh các bạn ạ. Mình thấy họ đến rất là đông. Lúc 2-3 giờ đến thì mình thấy rất là đông, nhưng mà mỗi khách chỉ dành thời gian ở đây khoảng 5-10 phút thôi. Do cái điểm này cũng chưa có cái gì để là tham quan thêm nữa, do đó khách tham quan rất là nhanh. Mà có lẽ rằng chúng ta sẽ đi xuống và chúng ta sẽ đi về nghỉ ngơi ở thị trấn Đồng Văn. Hai chị em à? Hai chị em đây phải không chị? Vâng, hai chị em ạ. Con của chị hết phải không? Không, của bác ạ. À. Đừng nghỉ hè nhờ. Vâng, sắp đi học rồi. Vâng. Lớp mấy rồi? Cháu học lớp mấy rồi? Lớp 6. À. Có biết nói tiếng Kinh rõ không? Chị? Chị hai đứa. Không, hai đứa nó có biết nói rõ không? Biết nghe hết không? Nó có biết mà. Biết chứ nhỉ? Vâng. Thời đại bây giờ cho nó đi học sớm thì nó cũng biết. Vâng. Đi được xe máy thì tốt. Đúng rồi, em đi xe máy rồi, đi xe kia. Vâng. Đi ô tô. Chị hôm nọ đi Hải Phòng à. Là say xe. Ui ôi. Đi đến Hải Phòng lúc mà mình đi vào cái sạc đi tàu ấy. Vâng. Thì chỗ rồi như là mình say rượu ấy, chả nhìn thấy cái gì nữa. Không quen đúng không? Ờ, không quen. À. Năm kia đi Đà Nẵng thế, đi máy bay thì không say nhưng mà được lúc đi xe ca thì say. Vâng. Say xe quá mình nghĩ là mình đi dọ thì mình đi xe máy còn hơn, nhưng mà đi xa quá thì mình cũng phải đi ô tô. Đúng rồi. Lạ Sơ thì chắc mình đi một ngày. Đến Tố có đến không? Có, đến. Chị đi Lạng Sơn bao giờ chưa? Chưa. Dạ. Đến Hà Nội chưa này. Hay đi con rồi? Không, đi từ đây đi về Cao Bằng. Về Cao Bằng mới về đến Lạng Sơn. Yeah. Chị chưa đi. Chị đến Đà Nẵng, đến Hải Phòng, hôm nọ đi Hải Phòng với các bà ấy. Vâng. Em đi chưa? Em đi rồi. Hồi đấy, với lại đi Quảng Ngãi, Quảng Trị. À. Xong rồi đi thành phố Hồ Chí Minh. Ấy à, thế đi nhiều rồi chứ. Quay về không? À. Tức là đi bay đến Đà Nẵng, à đi ô tô à? Không, đi ô tô. Mình đi đến Hà Nội là lại đi... Xong máy bay. Ừ, máy bay. Vâng. Đến Lai Châu, xong là lại đi ô tô đến Đà Nẵng. À. Đâu, chị đi đến Hà Nội không, bay vào Đà Nẵng đúng không? Đi máy bay vào Đà Nẵng. Ừ, chưa đến Đà Nẵng, đó bảo Lai Châu hay Lai Châu nhỉ, quên mất rồi. Xong rồi lại đi một buổi chiều, xe ô tô nó mới đến Đà Nẵng. Có lúc về thì mới từ Đà Nẵng về Hà Nội. Ừ. Ở đi thành phố Hồ Chí Minh thì vẫn đi... Ôi dồi, đi một lần mà đi cả đến thành phố Hồ Chí Minh luôn á? Không, một lần đi. À, đi hai ba lần chứ. Hai ba lần đúng không? Ví dụ một năm thì mình đi một chỗ. Thế là được rồi, thích thế làm gì nữa. Thì chị có muốn đi dưới Cà Mau cái đậu Phú Quốc ấy. Có muốn đi đấy một lần nữa nhưng mà chờ mấy năm đã già rồi. 40 giờ sợ mình đến 50 thì mình đi mình càng say xe nữa. À. Không dám đi.
Đúng rồi, hôm nào, khi nào rỗi đi một lần Phú Quốc nữa là hết. Là hết. Hết cả Tổ quốc ở đấy. Đấy. Đến điểm cuối rồi đấy. Xong là mình về dưới tuổi già thôi. Chị bây giờ 45 rồi. À, 45. Ừ. 45 thì... Em thì có khi 30 mấy thôi. À, em 38. À. 45 thì có khi 5 năm nữa thì mình đi một chuyến nữa thì thôi về... Trong các cháu ơi, không đi đâu nữa. Ừ, còn 50 tuổi thì vẫn còn được, còn đi vẫn khỏe. Ừ, đi vẫn khỏe nhưng mà say xe. Ừ. Chị đi 3-4 lần, sai 3-4 lần. Vâng. Về đấy, khi mình xuống đấy Hà Nội không say nhá. Vâng. Đấy Tuyên Quang là say, từ Tuyên Quang lên trên này ấy. À. Vì đường nó vòng vèo ấy. Đúng rồi. Ừ. Đi đến Hà Nội đường nó thẳng thì mình không say đâu đúng không? Đấy, không say. Còn từ Tuyên Quang đấy Phú Thọ. Phú Thọ, từ Phú Thọ lên Tuyên Quang là bắt đầu say. Đúng rồi. Ừ. Đường nó bắt đầu còn nghèo rồi. Vợ em cũng say xe, không đi được. Thì đưa đi xe máy thôi. À. Cậu nội chị đi uống hết 100 nghìn tiền say xe nhưng mà vẫn say. Không được uống, không uống thuốc không được đâu. À. Nó chỉ đỡ, nó đỡ, cũng đỡ phần nào thôi. Và nó đỡ một tí thôi. Ví dụ mình uống thuốc là mình đi dưới kia bàn, lừa bà thì nó không say máy. Còn trên này là nó vừa... vừa vừa ngủ vừa say thế cả mệt thế. Thế đi với gia đình nhá, đi với ai? Đi với gia đình. À. Với lại đi cùng bạn bè. À. Mình cùng nhau rủ nhau mà đi ấy. Đúng rồi. Nhưng mà dưới đây nóng lắm. Đúng mình rồi. Ra ngoài không ra không đi được bộ ấy. Ừ. Ui dưới đây dưới Hà Nội rồi mấy cái tỉnh miền trong ấy nóng. Ừ. Mình ở trên này mát. Vâng. Mát mát nó dịu này quen rồi. Trên này thì mùa này vẫn mát. Vâng. Dưới kia mình ví dụ buổi sáng thì 8 giờ thì mình đi ra ngoài được thì giống như ở đây lúc 1 giờ 2 giờ rồi. Ừ. Còn 1 giờ 2 giờ là mình ở dưới kia là không ra ngoài được nữa. Nóng lắm. Đúng rồi. Đi một lần về là đê hết cả mặt. Xong là có không ăn được, có say xe nữa. Vâng. Thế để đi quá chứ. Thế để không. Đây chị đang nói vào tiếng dân tộc Mông hả chị? Vâng, mình là dân tộc Mông mà. Thì hai cháu bảo là cao bà là chú nào thì bảo là cốt thanh thì bảo là cao bằng. Cốt thanh cao bằng. Cao bằng xa lắm. Hôm nọ chị nhà chị ấy, chồng chị ấy nó nghe thấy là cao bà nó có cái xe xe gì mới năm ngoái mà xe gì mà nó chống cửa ấy, cao bà nó rẻ, ví dụ ở đây là 37 triệu còn mình lấy cao bà là chỉ có 30, xong này nhà chị xe máy hay xe gì, xe máy nhưng mà xe chả biết xe gì, xe máy á, xe máy thôi. À. Nhưng mà cái xe cao cao như xe em nhưng mà khác, thì đến cao bà là nó rẻ, cái quán đấy nó rẻ hơn ở trên này. Vâng. Quán đấy là chỉ có 30 triệu, quán đấy trên này là 37-38, còn mình là thủ tục xuống là 40. Ừ. Xong là nhà em đi hay đếm về đến nhà cơ mà, buổi đi buổi chơi ấy. À. Ừ. Đi sang tận Cao Bằng, từ, sang Cao Bằng mua. Đi từ Hà Gia xuống xong là lại xuống đấy Hà Nội chơi một tối ở đấy, xong là xa cao bà nó lại ở đấy một tối nữa thì về, nó còn xa lắm, chả biết chỗ nào nữa. Thôi em đi về đã. Bây giờ đi về Đồng Văn thôi, ngủ Đồng Văn. Ngủ Đồng Văn. Chào chị nhé. Vâng, tụi em đi.